Ờ, chú cứ đứng em, chú cứ đứng em, đừng ngồi nữa. Vào luôn. Nó có màu ấy đấy. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 8 tháng 1 năm 2022 đây. Thì hôm nay bên xưởng là đến là bàn giao gia đình nhà chú Bảy tại Tuy Lộc Cẩm Khê là một đôi lục bình gỗ hương đỏ. Đấy, một bộ trường kỷ chất liệu gỗ gõ đỏ đây. Đấy, kích thước là 2m17 trường đại. Đấy, thì hôm nay là bên xưởng là cũng bàn giao hoàn thiện cho gia đình rồi. Thì tôi có quay lại một chút video clip ngắn đấy giới thiệu cho mọi người. Bộ trường kỷ chúng tôi vừa kích vào không gian phòng đây, như là bên trong này là đôi lục bình gỗ hương. Đôi lục bình thì có kích thước là 1m6 quý vị nhé. Bình kích thước là 1m6 đây. Đấy, vân gỗ đây, vân gỗ hương này. Đấy, bên kia một chiếc, bên kia nữa quý vị này. Đấy, thì video tôi quay lại cái clip ngắn kỷ niệm, hôm trước tôi cũng quay video mộc của sản phẩm rồi. Nên hôm nay chúng tôi quay lại một lần nữa, đấy, bàn giao cho gia đình. Đây là bác chủ nhà, bác tên gì bác nhỉ? Anh, chú Bảy, đấy tại Tuy Lộc. Chúng tôi bàn giao rất nhiều hàng ở đây mọi người nhá. Rất nhiều hàng ở Tuy Lộc Cẩm Khê thôi. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu mua sắm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, nói hàng gỗ nhập khẩu tự nhiên, gỗ tự nhiên nhập khẩu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86, website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Đấy, bộ trưởng hàng thửa đặt của gia đình. Đấy, tổng thể đây, ok mọi người nhé.